Em nghe nè, anh đã đi chưa vậy? Anh đi rồi. Quan tâm quá ha. Quan tâm sao không đi chung đi? Còn không thì ra tiễn người ta chứ. Cảm thấy hơi buồn đó nha. Đi gần xịt à? Chứ không phải đi đâu xa xôi đâu mà tiễn. Với lại em còn phải đưa con đi học nữa. Anh nói giỡn á. Em tới chỗ làm chưa? Tới chỗ làm rồi á, phải nhớ ăn sáng nè, ăn trưa nè, ăn tối nha. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng á. Không có người yêu hoàn hảo bên cạnh chăm sóc, cảm thấy hơi lo. Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc bản thân và chăm sóc cho con thật là tốt. Anh cũng phải vậy nghe không? Cũng phải để ý nữa. Em và con nhớ anh nhiều lắm đó. Em làm muốn khóc luôn. Anh đi có 2 ngày là đi luôn không bằng. Đối với em á, anh đi chỉ có 2 ngày thôi, nhưng mà cứ như là 2 tháng á. Bộ không thích người ta ngọt ngào với anh hả? Thích, thích muốn chết luôn á. Vậy thôi anh cúp máy nha. Anh hứa anh sẽ cố gắng làm tốt về sớm với mẹ con em. Yêu em, vậy nha. Vì sao vậy em? Suy nghĩ kỹ chưa? Rồi anh Quang có biết cái chuyện này không? Dạ không, anh Quang không biết chuyện này đâu. Đây là quyết định của cá nhân em thôi. Cảm ơn anh thời gian qua đã chỉ dạy và ủng hộ tình cảm tụi em. Có cái gì đâu em. Rồi bây giờ em có dự định gì mới chưa? Em vẫn ở chỗ cũ hả? Dạ không, em sẽ chuyển đi nơi khác à. Em đã quyết định như vậy rồi thì thôi. Anh cũng chúc em sớm tìm được công việc mới và thành công. Cố lên nha em. À mà bây giờ em muốn nghỉ liền luôn chưa? Để anh duyệt chưa? Dạ, em cũng muốn nghỉ luôn trong hôm nay. Tiếc quá. Thôi được rồi, để anh báo với phòng hành chính nhân sự. Em yên tâm. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em. Có gì đâu. Em xin phép. Cố lên nha. Hey, giờ này mà chưa tới công ty nữa. Anh. Ủa? Em đi làm nha. Ủa sao em ngồi đây? Còn Hà đâu? Hà đã đưa đơn nghỉ việc từ ngày hôm qua rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ là trợ lý của anh. Trời, làm việc gì không chuyên nghiệp chút nào hết á. Muốn nghỉ thì nghỉ, muốn làm thì làm. Cũng may á là em cũng có kế hoạch cho công ty. Nếu không á, không biết ai sẽ tiếp tục công việc của cổ nữa. Nè, anh coi đi. Sắp xếp lịch gì đâu mà không có khoa học chút nào hết. Đã vậy số liệu còn ngổn ngang nữa. Nhìn nè anh Quang, hôm nay sếp bị sao vậy ta? Em thấy chị Ngọc. Chắc ảnh có việc gấp cho nên đi nhanh thôi. À, đưa hồ sơ đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chị sẽ là trợ lý của anh Quang. Đưa hồ sơ đây. Dạ, em gửi chị. Anh tới đây làm gì? Em có biết Hà đi đâu không? Anh muốn gặp Hà. Hà nó không có nhà. Anh đi về đi. Vậy em biết Hà đang ở đâu không? Chứ anh gọi điện thoại thì Hà không bắt máy. Rồi tự nhiên á, nộp đơn xin nghỉ việc nữa. Đằng nào thì con Hà nó cũng nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Anh buông thai cho nó đi. Em sao vậy? Sao hôm nay em nói chuyện kiểu lạ lùng vậy? Em có sao nói vậy thôi. Em thấy là từ khi nó quen anh á, nó không một ngày nào vui vẻ yên ổn hết á. Anh chỉ giỏi nói cái miệng thôi à, chứ em có lo được gì cho mẹ con nữa đâu. Em thấy nó khổ đủ lắm rồi. Tốt nhất là anh đừng làm phiền đến mẹ con nữa.
Em nói gì anh không hiểu gì hết á. Có chuyện gì xảy ra đúng không? Chuyện của anh thì anh tự biết và tự giải quyết lấy. Em báo cho anh biết, hai mẹ con nó hiện tại đã chuyện đi rồi và không còn ở đây nữa. Từ nay đừng đến đây tìm nữa. Buồn lắm á. Anh đi tìm mày khắp nơi luôn. Vậy không phải là cách đâu. Sao mày không đối diện với anh để giải quyết mọi chuyện luôn? Thôi cứ như vậy đi. Không được. Mình đã hứa với ba mẹ phải chăm sóc mẹ con cô ấy chu đáo. Alo. Quà hả con? Dạ con chào cô. Dạ cô chú khỏe không ạ? À? Cô chú vẫn khỏe, cảm ơn con nhiều nha. Sao công việc con vẫn ổn chứ hả? Dạ dạo này công ty cũng tốt. Nhưng mà con hơi bận quá cho nên chưa ghé về thăm cô chú được. Không sao. Khi nào rảnh con về cũng được mà. Vợ cứ lo công việc của con cho tốt đi nha. Mà nè, hôm bữa đó con Hà có gọi cho cô. Nó nói là cô đi mua sắm cho mẹ của con nữa đó. Cô đẹp cũng mừng lắm. Hà có nói gì nữa không cô? Lúc đó hình như ngoài đường cũng không nói gì nhiều. Mà hôm qua hay là hôm kia gì đó có gọi cho cô. Nghe giọng của nó cũng vui lắm. Ủa, mà cô đang ở đâu vậy? Có còn Hà bên cạnh không hả? Dạ con đang đi công việc ở ngoài. Chắc giờ này chắc Hà cũng về tới nhà rồi. Dạ thôi cô chú nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh rỗi con sẽ đưa Hà về thăm cô chú nha. Thôi, giữ gìn sức khỏe nghe. Chào con. Suốt cuộc cô chú cũng không biết Hà đang ở đâu. Em đang ở đâu vậy hả? Có anh 15 ngàn. Dạ rồi, thôi tiệt. Em gửi anh. Cảm ơn, có dụng hỏi em nha anh. Anh tới chơi hả? Ba tôi đâu rồi? Dạ chú Mậu ở trong á. Em mời chú Mậu ra nha. Mời em tôi đi. Dạ rồi, anh qua ngồi đi chơi. Dạ. Chú Mậu ơi. Chú Mậu. Chú, có anh Quang kiếm chú. Ủa, mới tới hả con? Dạ ba. Ủa, bộ công ty có chuyện gì sao mà thấy lo lắng quá vậy? Dạ hôm qua Hà tới công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Khi còn tới công ty thì không mới biết. Từ hôm qua tới giờ có không liên lạc được với cổ. Ủa, sao nghỉ việc? Ủa hai đứa cãi nhau hả? Dạ trước khi đi công tác á thì không có biểu hiện gì bất thường hết. Thật sự á, con kiếm cổ không ra. Con đã tới chỗ mà cổ thường tới cũng không có nữa ba. Có hai mẹ con à, không biết đi đâu được nữa. Con gọi về quê, dưới quê nó Hà cũng không về đó. Ken thì cũng không đi học. Bây giờ con cũng biết đâu tìm Hà nữa. Chắc chắn phải có chuyện gì là tại mình chưa biết thôi. Chứ con Hà tự nhiên làm sao nó bỏ đi được. Con bình tĩnh đi, từ từ rồi mình sẽ tìm ra thôi. Con Hà nó có thằng Ken, và thằng Ken thì đang đi học, thì nó đâu thể nào bỏ đi xa được. Chắc chắn mình sẽ tìm ra thôi con. Chưa bao giờ mà con bất lực như lúc này. Chưa một ngày mà con nghĩ tới có một ngày mình không biết phải làm gì. Hay để con gặp cậu Tùng hỏi xem Hà và Ken đang ở đâu. Con đi đi. Con đi nha ba. Có tin gì cho ba hay nghe. Con biết rồi. Kêu tôi ra làm gì hả? Tôi hỏi ông Hà đâu? Hà và Ken đâu? Bị điên hả? Kiếm người đi kiếm công an kìa. Hỏi tôi làm chi? Tôi còn chưa hỏi ông đó. Nhà ông làm cái gì? Mẹ ông làm cái gì mà cổ phải bỏ đi âm thầm vậy hả? Chuyện này thì liên quan gì tới mẹ tôi? Đúng, mẹ tôi chưa hoàn toàn chấp nhận Hà. Nhưng mà sao? Sao
thông minh ra rồi đúng không? Muốn biết mẹ con cô ở đâu không? Đi về hỏi mẹ ông đi. Đừng kiếm tôi nữa, tôi bận lắm. Con có nghe anh Phát kể hết mọi chuyện rồi. Con gọi điện thoại cho chị Hà quá trời luôn mà chị không bắt máy. Không biết đi đâu nữa. Điều này chắc anh ba nó buồn dữ lắm. Nhưng mà ba con thấy chuyện này kỳ lắm. Rõ ràng chị đã hứa với con là sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió mà. Chắc nó cũng có lý do gì đó. Tội nghiệp thằng Ken. Mới hôm qua còn quấn quýt với ba đây. Hai đứa đang yên, đang bình. Đâu có nghe cãi giả gì đâu. Tự nhiên cái như vậy. Ba đã hứa với ba mẹ bé Hà rồi. Để ba về ba cố gắng động viên mẹ con. Để sớm mà hai gia đình gặp nhau. Kiểu này nó không biết ăn nói sao người ta. Ủa, hồi nãy con nghe mẹ nói tống cổ ai vậy mẹ? Cô đâu có đuổi cổ ai đâu. Ba, con nói cái này không hay tí nhưng mà có khi nào mẹ đã âm thầm làm cái chuyện gì đó để mà ép chị đi không ba? Em chỉ nói cái gì? Có phải em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Em đang giấu anh chuyện gì? Mẹ con Hà đang ở đâu? Em nói đi. Mẹ con Hà đang ở đâu? Hả? Dạ em. Sao con phải lớn tiếng vậy để làm cái gì? Mẹ, có phải mẹ ép hai mẹ con Hà bỏ đi đúng không mẹ? Nè, ở đâu ra cái kiểu ăn nói lớn tiếng với cha mẹ vậy hả? Con không có ý đó. Nhưng mẹ đã làm gì để hai mẹ con cổ phải bỏ đi hả mẹ? Mẹ không có làm gì hết. Mà mẹ cũng không có rảnh để điều tra coi là nó đi đâu hay là nó làm cái gì. Mẹ, mẹ có biết chuyện gì thì mẹ nói đi mẹ. Tại hôm bữa con thấy mẹ chị Ngọc cứ nói chuyện to nhỏ với nhau. Con biết là mẹ chỉ thích mũ một mình chị Ngọc thôi. Mẹ thì chắc không làm gì chị Hà rồi. Nhưng mà lỡ có khi nào chị Ngọc chỉ thương anh ba quá rồi chị. Được rồi, mọi người không nói, con tự đi tìm. Quang, anh ba. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.